Mai xin kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đến với bản tin thời sự 18:30 chiều nay thứ Tư ngày 20 tháng 9 của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hưng Yên cùng với các tin tức thời sự được cập nhật. Sáng nay, đồng chí Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Hưng Yên, chủ trì hội nghị Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh tiếp xúc cử tri chuyên đề về thực trạng ô nhiễm môi trường và tình hình xử lý chất thải trên địa bàn tỉnh. Nội dung cử tri phản ánh tập trung về tình trạng ô nhiễm môi trường và công tác xử lý chất thải tại các địa phương hiện nay, trong đó nhấn mạnh đến môi trường nông thôn, đặc biệt công tác xử lý rác thải, nước thải trong sinh hoạt và chăn nuôi trong các khu dân cư. Tình trạng rác thải ùn ứ tại các khu tập kết và trong các khu dân cư rất lớn, công suất của các lò đốt rác chưa đảm bảo để xử lý, ô nhiễm nguồn nước của hệ thống các sông ngòi trên địa bàn tỉnh. Việc hoàn thiện các tiêu chí về môi trường trong xây dựng nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu, đồng chí Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Trần Quốc Toản đã tiếp thu kiến nghị của cử tri, đồng thời yêu cầu các cấp các ngành, cử tri và nhân dân một số vấn đề trọng tâm cần thực hiện để tăng cường bảo vệ môi trường tỉnh Hưng Yên trong thời gian tới. Sáng nay, phường An Tảo, thành phố Hưng Yên tổ chức công bố nghị quyết 381 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Hưng Yên về việc sáp nhập hai tổ dân phố An Thượng và An Lợi thành tổ dân phố An Thượng. Tổ dân phố An Thượng mới có diện tích đất tự nhiên gần 80 ha với trên 700 hộ, trên 2.500 nhân khẩu. Để tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân, phường An Tảo tăng cường tuyên truyền phổ biến đến toàn thể cán bộ công chức và người dân nội dung nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh, tạo điều kiện chuyển đổi không thu phí các loại giấy tờ có liên quan cho tổ chức cá nhân tại các tổ dân phố sáp nhập, lập danh sách số lượng người hoạt động không chuyên trách, dôi dư sau khi thực hiện sáp nhập để Ủy ban Nhân dân thành phố thẩm định giải quyết chế độ chính sách hỗ trợ khi nghỉ công tác đảm bảo theo quy định. Bảo tàng tỉnh Hưng Yên vừa phối hợp với Trung tâm Văn hóa và Truyền thanh huyện Kim Động tổ chức trưng bày lưu động chuyên đề Chủ tịch Hồ Chí Minh những nét phác họa chân dung tại nhà văn hóa huyện Kim Động. Tại buổi trưng bày, học sinh của một số trường học trên địa bàn huyện được nghe giới thiệu thuyết minh chuyên đề Chủ tịch Hồ Chí Minh những nét phác họa chân dung từ khi người còn nhỏ đến khi trưởng thành, trở thành một thanh niên yêu nước tiến bộ, người chiến sĩ cộng sản kiên trung, nhà lãnh đạo thiên tài, nhà văn hóa lớn, cùng những hình ảnh chân dung đời thường của Bác. Trưng bày lưu động chuyên đề về Chủ tịch Hồ Chí Minh được Bảo tàng tỉnh Hưng Yên tổ chức tại hai huyện Kim Động và Tiên Lữ trong thời gian từ ngày 18 tháng 9 đến ngày 26 tháng 9 năm 2023. Tiếp tục với các tin tức đáng chú ý, doanh nghiệp khó khăn đơn hàng phải cắt giảm một nửa lao động đang đóng bảo hiểm xã hội trở lên được lùi đóng kinh phí công đoàn đến hết năm 2023. Chính sách trên áp dụng cho doanh nghiệp cắt giảm lao động từ tháng 2 năm 2023, kể cả người ngừng việc, tạm hoãn hợp đồng, nghỉ việc không hưởng lương. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam giao Liên đoàn Lao động các tỉnh thành, công đoàn ngành xem xét, xác định cho doanh nghiệp thuộc nhóm này hưởng chính sách báo cáo về trước ngày 31 tháng 1 năm 2024. Dự báo tình trạng thiếu, mất việc làm tiếp tục diễn ra, cục bộ ở một số ngành lĩnh vực, thâm dụng lao động như dệt may, da giày, điện tử, chế biến gỗ. Hội đồng Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa biểu quyết thông qua chính sách hỗ trợ chi phí điều trị tật khúc xạ đối với công dân đăng ký thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân. Theo đó, những người được hỗ trợ là công dân thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh đăng ký thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an nhân dân nhưng không đủ tiêu chuẩn tuyển quân theo quy định do có tật khúc xạ về mắt. Những người này cần tình nguyện điều trị khúc xạ mắt và được bác sĩ chuyên khoa mắt đánh giá đủ tiêu chuẩn tuyển quân sau khi điều trị tật khúc xạ. Thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ với mỗi trường hợp nói trên không quá 9,8 triệu đồng nếu phẫu thuật một mắt và không quá 19,6 triệu đồng nếu phẫu thuật hai mắt. Việc này được thực hiện từ ngày 1 tháng 10 tới. Sau 7 ngày xảy ra vụ cháy chung cư mini ở Khương Hạ, Viện Khoa học Hình sự Bộ Công an đã có bản kết luận giám định nguyên nhân vụ cháy. Theo kết luận ban đầu, nguyên nhân gây cháy là do chập mạch điện trên đường dây dẫn điện tại khu vực bình ắc quy thuộc phần đầu xe mô tô tay ga đặt giáp tường tầng 1 chung cư mini và gây cháy. Lửa sau đó cháy lan vào khu vực cáp điện, các hộp công tơ điện gắn trên tường tầng 1 và cháy lan ra xung quanh dẫn đến vụ hỏa hoạn. Tiếp theo là thông tin về cô gái người dân tộc Dao đầu tiên nhận học bổng đi du học châu Âu, sau đó quay trở về bản làng tạo sinh kế cộng đồng. Đó là Trảo Thị Yến, sinh năm 1990, ở thôn Ngám Xá, xã Nậm Trạc, huyện Bát Sát, tỉnh Lào Cai. Mới đây, Trảo Thị Yến đã thành lập hợp tác xã Tri Thức Bản Địa Giòn nhằm đẩy mạnh thương mại các sản phẩm của người Dao,
Bên cạnh việc đứng ra thu mua các sản phẩm nông lâm đặc sản cho người dân, cô cũng trực tiếp hướng dẫn người dân cách khai thác bền vững và đảm bảo chất lượng cho sản phẩm. Cuối tuần, Yến tranh thủ quay clip quảng bá về ẩm thực, văn hóa, phong tục tập quán của người dân bản địa cũng như những câu chuyện truyền cảm hứng cho giới trẻ rồi chia sẻ lên mạng xã hội. Những clip giới thiệu về sản vật quê hương của Chảo Thị Yến bước đầu đã mang lại hiệu quả khả quan cả về mặt hình ảnh lẫn giá trị kinh tế và tạo sinh kế cho cộng đồng. Vào khoảng 24 giờ đêm qua 19 tháng 9, Công an xã Mễ Sở, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên phát hiện thi thể một cháu bé tử vong tại ao nuôi cá cạnh bờ sông Kênh Tây thuộc địa phận thôn Nhạn Tháp, xã Mễ Sở. Đây chính là cháu bé 21 tháng tuổi, nghi bị người giúp việc bắt cóc ở huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội. Trước đó, khi nhận được thông tin có cháu bé tại huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội bị bắt cóc, sau đó đối tượng bắt cóc đi về phía tỉnh Hưng Yên. Lần theo hệ thống camera công cộng và camera của các nhà dân xã Mễ Sở, lực lượng chức năng và người dân phát hiện vào khoảng 17 giờ chiều ngày 19 tháng 9, có một phụ nữ chở cháu bé đi qua. Người dân tìm kiếm và phát hiện cháu tử vong trong ao nhỏ cạnh bờ sông Tây. Cháu bé được xác định chính là cháu bé 21 tháng tuổi bị bắt cóc tại huyện Gia Lâm nói trên. Tiếp tục tìm kiếm phát hiện chiếc xe máy được cho là của nghi phạm bỏ lại tại xã Bình Minh, huyện Khoái Châu. Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ. Chương trình xin được chuyển sang phần tin quốc tế. Thời tiết nắng nóng bất thường đầu mùa xuân cùng với gió lạnh đã thổi bùng hàng chục vụ cháy rừng khắp khu vực Đông Nam Australia, buộc chính quyền vùng đô thị Sydney phải ban hành cảnh báo nguy cơ cháy rừng nghiêm trọng. Cơ quan cứu hỏa nông thôn bang New South Wales cho biết, tính đến sáng 20 tháng 9, nhà chức trách đã triển khai hơn 600 lính cứu hỏa và nhân viên dịch vụ khẩn cấp để kiểm soát 68 đám cháy trên khắp bang này, trong đó có 17 đám cháy vẫn chưa được khống chế. Theo lực lượng cứu hỏa, trong điều kiện thời tiết nóng, khô và gió mạnh được dự báo kéo dài, vùng đô thị Sydney có nguy cơ xảy ra hỏa hoạn ở mức rất cao, trong khi một số khu vực khác có nguy cơ hỏa hoạn cao. Các chuyên gia khí tượng cho rằng việc nhiều khu vực tại Australia hứng chịu mức nhiệt độ tăng cao kéo dài là một hiện tượng bất thường, đặc biệt là vào thời điểm này trong năm. Bộ Du lịch và Thể thao Thái Lan cho biết, kể từ đầu năm 2023 đến ngày 17 tháng 9, nước này đã đón 19 triệu lượt du khách quốc tế, doanh thu lên đến hơn 22 tỷ đô la Mỹ. Cùng với doanh thu từ khách du lịch nội địa, tổng doanh thu của ngành du lịch Thái Lan trong 9 tháng năm 2023 đã vượt mức 36 tỷ đô la Mỹ. Trong năm nay, Thái Lan dự kiến sẽ đón khoảng 30 triệu lượt khách quốc tế, mang lại khoản doanh thu 41,5 tỷ đô la Mỹ cho nền kinh tế. Bộ Du lịch và Thể thao Thái Lan đánh giá tình hình du lịch ở Thái Lan đang có dấu hiệu được cải thiện. Lượng du khách quốc tế đến với nước này có thể tăng khi ngành du lịch bắt đầu bước vào mùa cao điểm trong tuần tới, với những kỳ nghỉ lễ dài bắt đầu ở các nước như Nhật Bản và Malaysia. Viện Tài chính Quốc tế ngày 19 tháng 9 công bố báo cáo cho thấy nợ toàn cầu đã đạt mức kỷ lục 307.000 tỷ đô la Mỹ trong quý 2 năm 2023. Đây là mức nợ toàn cầu cao nhất trong lịch sử. Theo báo cáo, tổng giá trị các khoản nợ toàn cầu tính bằng đồng đô la Mỹ đã tăng hơn 10.000 tỷ đô la Mỹ trong nửa đầu năm 2023 và 100.000 tỷ đô la Mỹ trong suốt thập kỷ qua. Mức tăng mới nhất trên đã đẩy tỷ lệ nợ trên tổng sản phẩm quốc nội GDP toàn cầu tăng quý thứ hai liên tiếp và lên mức 336%. Báo cáo nhận định tăng trưởng kinh tế giảm tốc cùng với việc giá cả tăng chậm đã khiến GDP danh nghĩa tiến chậm hơn mức nợ. Đó là nguyên nhân khiến tỷ lệ nợ trên GDP tăng. Các bác sĩ tại Mexico thông báo họ không thấy bằng chứng về việc làm giả đối với hộp sọ của hai xác sinh vật không phải người trước đó được đưa ra Quốc hội nước này, dẫn đến nghi vấn về người ngoài hành tinh. Các nhà khoa học đã tiến hành nhiều thử nghiệm đối với hai mẫu vật và phát trực tuyến toàn bộ quá trình này. Cuối cùng, Giám đốc Viện Nghiên cứu Khoa học Y tế cho biết, nghiên cứu chứng minh rằng mỗi xác của vật thể nghi là người ngoài hành tinh đều có bộ xương riêng và không dùng bộ phận của con người lắp ráp. Hai cái xác được cho là đã được khai quật tại Peru vào năm 2017, có đầu dài, ba ngón tay mỗi bên, nhưng chúng có hình dạng giống với con người với hai tay và hai chân. Chúng đã được đưa ra Quốc hội Mexico để thảo luận hôm 12 tháng 9 vừa qua. Quý vị và các bạn thân mến, những thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự 18 giờ30 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.